Bí mật của một cuộc sống thịnh vượng nằm ở chỗ. Ví dụ nếu như mà bạn muốn bắt một chú bướm, bạn cứ cố gắng bạn đuổi theo con bướm, thì có phải con bướm ngày càng bay xa không? Nhưng nếu bạn tập trung xây dựng một khu vườn và làm cho khu vườn của bạn càng ngày càng tươi đẹp, thì chú bướm sẽ tự động được thu hút đến và bay xung quanh những bông hoa. Cuộc sống của chúng ta cũng y chang như vậy. Thay vì bạn đặt tâm trí của mình làm một cái điều gì đó, chúng ta hãy chăm sóc khu vườn tâm trí của mình. Chúng ta hãy chăm sóc và tập trung quay về cuộc sống của chính mình. Chúng ta đã có một cơ thể khỏe mạnh hay chưa? Chúng ta đã có tâm trí bình an hay chưa? Chúng ta có tập trung vào việc phát triển trí tuệ của mình hay chưa? Việc chúng ta là ai và tâm của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ thu hút được những cái cơ hội, những con người, những giá trị tương đương đến với mình. Vì vậy, đừng đuổi theo những con bướm mà hãy biến thành một khu vườn để thu hút những con bướm đến với bạn.